Anh chị đã theo dõi hai cái buổi trước đây á, thì anh chị thấy một điều đó là tôi đã giúp anh chị hai buổi. Buổi đầu tiên là thiết lập cái gì ạ? Thiết lập cái mục tiêu theo cái bác sĩ tài chính. Buổi thứ hai mà tôi có giới thiệu anh chị và nói chuyện là hôm thứ sáu vừa rồi, đó là làm thế nào để kiến tạo cái cuộc sống tương lai ngoại hạng. Và ngày hôm nay thì tôi đang nói về câu chuyện là làm thế nào để xác định giá trị bản thân và làm thế nào để làm gì ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể lập mục tiêu để chúng ta phù hợp với giá trị bản thân. Đó là cái điều mà anh chị biết. Vậy thì đã bao giờ các anh chị đã biết về cái câu chuyện về năm cấp độ của một cá tính con người chưa? Các anh chị biết là ở trong nhu cầu Maslow thì anh chị biết năm cái nhu cầu con người rồi. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị được học biết, anh chị hãy lấy giấy của mình ghi vào á, lấy giấy của mình ghi vào. Đó là đây là năm cái điều tuyệt vời mà tôi muốn báo với các bạn, đó là năm cái cấp độ cá tính. Thì đây là một cái điều mà không biết là anh chị đã từng nghe trước đây chưa, nhưng mà cái người thầy của tôi dạy cho tôi rất là nhiều cái này, đó là ông Brian Tracy. Ông Brian Tracy là bậc thầy về thiết lập mục tiêu và bậc thầy về kinh doanh bán hàng, bậc thầy về đầu tư á. Thì ông dạy cho tôi thông qua những cuốn sách mà tôi đọc được về ông, thì tôi báo anh chị biết đó là năm cấp độ cá tính con người. Thì đó là cái điều mà tôi không nói hôm nay. Cái vòng trong cùng á, cái vòng trong cùng, nếu năm cái cấp độ này này là nó tượng trưng cho năm cái vòng tròn, thế thì cái vòng tròn bên trong cùng á, đó là cái giá trị của bạn. Cái giá trị của bạn á, tâm vòng tròn chính là giá trị của bạn, và từ cái giá trị này nó quyết định đến cái còn lại. Thế thì giá trị của bạn là gì? Giá trị của bạn ví dụ như là sự trung thực, sự chính trực, sự đồng cảm, hay là có lòng bác ái, hay lòng trắc ẩn. Cái giá trị của bạn là những cái thứ mà người ta khi nhắc về bạn thì người ta tôn cái giá trị đó lên, cái điều mà nổi bật của bạn lên. Và chính cái giá trị của bạn là vòng, cái vòng trong cùng á, nó sẽ quyết định cái gì ạ? Nó sẽ quyết định những cái còn lại, nó quyết định những cái còn lại. Và khi mà cái giá trị của bạn được xác định thì nó sẽ quyết định cái niềm tin của bạn, nó là vòng kế tiếp. Nếu bạn mang trong, ví dụ giá trị của bạn là sự tích cực chẳng hạn, thì cái sự tích cực của bạn nó sẽ lan tỏa cái gì ạ? Ra bên ngoài. Và bạn tin tưởng rằng đó, bạn tin tưởng rằng gì ạ? Bạn tin tưởng rằng những người xung quanh cũng đáng được nhận cái giá trị tích cực của bạn. Đó là cái giá trị về niềm tin. Tôi muốn nói về điều này, năm cái vòng này, để cho anh chị dễ hình dung là gì ạ? Cái vòng trong cùng đó là giá trị, tiếp theo đó là niềm tin, và cái nữa đó là gì ạ? Nó sẽ niềm tin của bạn sẽ quyết định cái gì? Đó là nó quyết định các kỳ vọng của bạn. Đó là vòng tròn thứ ba. Khi bạn hình thành những giá trị và niềm tin tích cực, bạn sẽ thể một con người tốt, một con người tốt. Lúc ấy thì sao ạ? Lúc đó thì bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ kỳ vọng những điều tốt đẹp đến với mình như những người xung quanh, và thái độ chúng ta rất là tích cực, rất là vui vẻ, đúng không ạ? Và cái vòng tròn nữa đó là từ cái kỳ vọng đó giúp cho thái độ của bạn trở nên tốt đẹp, thái độ của bạn. Đó, cái thái độ của bạn ha. Và cái thái độ đó thì ạ, thái độ của bạn sẽ vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Và điều này cũng giải thích là có một sự thật rằng là bất kỳ ai có thái độ tích cực thì bao giờ cũng gặt hái được thành quả nhiều hơn là cái người tiêu cực. Đó. Chính vì cái giá trị sống của bạn ở đây này mà nó quyết định đến thái độ của bạn nữa. Và cuối cùng cái giá trị sống này nó lại quyết định cái hành động của bạn. Cuối cùng là cái vòng tròn thứ năm, là cấp độ cuối cùng, chính là hành động của bạn. Và những cái hành động của bạn biểu hiện ra bên ngoài á, là sự phản ánh của cái gì ạ? Những cái giá trị niềm tin sâu thẳm ở bên trong các anh chị ạ. Bởi vì thế cho nên là những cái điều bạn đạt được trong cuộc sống á, sẽ quyết định bởi vì cái phần lớn đang diễn ra bên trong bạn hơn là những cái bên ngoài. Bởi bên ngoài chỉ là biểu hiện của bên trong thôi. Đó, cho nên năm cấp độ cá tính này là không phải do tôi sáng tạo ra đâu, mà do ông Brian Tracy. Anh chị có thể lên trên mạng để search ông Brian Tracy là ông nào. Ông này là một trong những bậc thầy về thiết lập mục tiêu và đạt mục tiêu các anh chị nha. Rồi, thế thì tôi vừa giới thiệu anh chị một chút về năm cấp độ cá tính của bản thân mỗi một con người chúng ta. Hãy nhớ một điều rằng giá trị của bạn sẽ quyết định cái hành động của bạn, và giá trị của bạn sẽ quyết định cái niềm tin và thái độ của bạn các anh chị nha.